Anh xin em đấy, em nhận hoa với quả của anh đi cho anh vui. Sắp Valentine rồi, anh chỉ có một mình em thôi đấy. Anh xin em, em chính là tia nắng soi sáng con đường nhỏ trong tối mà anh đi. Anh xin em nhận quà của anh đi mà. Này, anh mồm điên nó vừa vừa thôi. Trời đang tối này tia nắng ở đâu ra? Mà nhá, cái thứ soi sáng đường anh đi ấy, nó là cái đèn đường kia kìa. Nhá, bớt bớt mồm điên lại, tôi đi đi. Em anh xin em hãy nhận của anh đi. Sắp Valentine rồi, người ta ai cũng có sô-cô-la, có quà. Anh không thể để em không có hoa, không có sô-cô-la được. Anh đau lòng lắm. Tôi xin anh đấy, anh đứng lên đi. Anh không đứng. Được rồi, người đây. Của em mình đây. Bao nhiêu? Của em nhá, sô-cô-la 5 sụp, hoa 1 lốp, tổng cộng là 2 lốp. Này, anh nghĩ tôi ngày xưa học tốt toán lắm hay sao? Anh lừa tôi à hả? 50, 100 mà ra 2 lốp, cái gì đấy? Tính lại đi. Anh là anh chỉ thử trí thông minh của em một tí thôi. Của em là hết lít rưỡi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhá. Anh xin. Người yêu không có, mất mua hoa mà sô-cô-la. Anh Tùng. Em chào chị Ngọc, chào Phong. Vâng, không dám. Anh Tùng, hôm nay chị có bị người yêu đá đấy. Thế á? Vâng, chị Ngọc ấy muốn hoa, mua quà cho người ta nhưng người ta không lấy. Lên chị Ngọc ấy mang về cho em sô-cô-la để em ăn đấy. Sô-cô-la ngon cực luôn. Sài. Này, bé Phong ơi, bé Phong của chị còn non và xanh lắm. Đây chẳng qua là người ta năn nỉ chị mãi thì chị mới lấy đấy, chứ không còn lâu. Chị gái em nha, vừa đẹp người vừa đẹp nhất thế này, thiếu gì người yêu. Này, ăn đi. Để mà lấy vía nhiều người yêu như chị. Vâng, em đổi ơn chị ạ. Đúng không? Em biết ngay mà. Em ăn hết cả hộp luôn đấy. Đó chứ gì nữa. Sô-cô-la xịn này. Anh Tom ơi, chị Ngọc ơi, em đau bụng quá. Phong, em làm sao đấy? Này, làm sao đấy? Sao tự dưng lại đau bụng? Tôi không có ăn gì đâu. Sô-cô-la. Rõ ràng sô-cô-la có vấn đề rồi. Lúc nãy em ăn có mùi hơi hôi, nhưng do đấy là quà chị được tặng nên là em không nói thôi. Cái sô-cô-la với hoa đấy là lão Cường bắt tao mua chứ tao có được ra nào tặng đâu. Hả? Có chuyện đấy á? Thôi, việc này tính sau đi. Để mình đưa Phong đi viện đã. Đi. Chị ơi, em đau bụng quá. Được rồi, biết rồi. Nào đi viện nào. Em, anh xin em đấy, em nhận hoa và sô-cô-la của anh đi. Ngày Valentine sắp tới rồi, anh chỉ có một mình em thôi. Anh xin em chính là tia nắng soi sáng con đường tăm tối mà anh đi. Không mua đâu. Ơ kìa, em ơi, em. Chào anh Cường. Chào em. Ôi giời ơi, này, anh vẫn dùng ba cái văn dởm đấy để trèo kéo khách hàng mua quà Valentine đấy à? À, sống con người lên tí đi xem nào. Em này, sao lại nói anh như thế? À, hai em đến mua sô-cô-la đúng không? Vâng. Thì cách bán hàng của anh hơi hèn tí, nhưng mà sô-cô-la ngon. Đây là thôi được tha thứ. Cho hộp sô-cô-la đây. Đây, tiện có hộp sô-cô-la luôn. Này, đã tặng quà nhá, nó phải tặng kèm thêm hoa thì nó mới ý nghĩa, em hiểu không? Như thế thì mới nhanh có người yêu, mới làm nóc nhà được. À, em mua sô-cô-la về để ăn anh ạ. Chứ chị Ngọc nhà em ấy, 27 tuổi đầu rồi mà vẫn ế. Vẫn nhờ nhà tranh điều khiển để xem màn hình với em, với cả em trai em đấy. Này, mày cứ bóc phốt tao giữa đường giữa chợ đi. Bố mẹ đi vào nhưng tao cho mày ăn mì tôm với trứng luộc cả tuần đấy. Thôi, em sai rồi. Vì miếng cơm manh áo, em xin lỗi. À, của em 50 cành.
À, mà anh ơi, sao em thấy sô-cô-la nhà mình ấy lại không có hạn sử dụng với cả thành phần làm sô-cô-la ở trên đây ạ? À, cái này là... À, cái này là có hạn sử dụng bao bì. Nhưng mà anh thấy xấu quá nên là anh xé ra luôn rồi. Nên là anh mua hộp mới, anh phải trang trí, anh bỏ vào cho đẹp. Chứ bình thường là nó có mà. À, nhưng mà... Em cứ yên tâm, không phải lăn tăn gì hết. Hôm sau mà em đến mua nhá, em cứ bảo anh trước một câu, anh để nguyên bao bì, nguyên hạn sử dụng cho em xem luôn. Mà sắp tới nhá, anh bán hết cái lô sô-cô-la Valentine này là anh chuyển sang dạng sô-cô-la gói rồi. Em mà qua mua anh giảm giá cho. À, thế thì để em chuyển khoản nhá. Sao mạng nhìn lag thế nhờ anh nhỏ? Công nhận đấy, dạo này mạng lag thật đấy. Anh ở nhà chơi game nhá, mà lag lòi cả mắt ra. Chắc là ở ngoài biển là bọn cá vàng nó cắn dây cáp đấy mà. Cá vàng nào ngoài biển má ơi? Đúng là ông anh này ngày xưa học dốt rồi. Cá vàng nào ngoài biển thôi nào, có tiền mặt trả 50. Anh xin nhá. Thôi em về đây, em chào anh. Chỉ nhà em chiêu anh đấy ạ. Gì? À, hai em mình này, nghiện sô-cô-la của anh rồi đúng không? Hôm nay hai chị em lấy mấy hộp nào? Hôm nay chúng tôi đến đây không để mua sô-cô-la. Mà hôm nay em đến đây ấy là để vạch trần sự thật về những hộp sô-cô-la siêu rẻ siêu bẩn của anh. Này, em ngứa đòn đúng không? Hả? Sô-cô-la nhà anh làm sạch như thế mà lại bảo là bẩn à? Anh nói cho em biết nhá, sô-cô-la nhà anh nhá, nó còn có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nữa cơ. Không tin thế, không tin nhá, mai ngày kia anh mang cho mà xem. Còn bây giờ ấy, thì em đi về đấy. Sao lại phải đợi mấy hôm nữa? Nếu như mà sô-cô-la của anh chất lượng thật ấy thì nó đã phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm ngay từ đầu rồi. Đợi mấy hôm nữa để anh đi làm giả à? Ui này, đứng mà vu khống. Em đã có tất cả bằng chứng việc anh làm sô-cô-la bẩn rồi. Ăn sô-cô-la của anh, em thấy có cảm giác keo như sáp, tan rất chậm, phải nhai, không thơm, có mùi hôi không thơm dịu và dễ tan như sô-cô-la nguyên chất, nên em đã nghi ngờ. Khi em biết được tít ăn sô-cô-la của anh xong bị đau bụng thì em chắc chắn sô-cô-la anh bán có vấn đề nên đã đi điều tra. Khi em hỏi về nhãn mác, hạn sử dụng của sô-cô-la anh bán thì anh ấp úng nói dối, rất có thể sô-cô-la là do anh tự làm từ nguyên liệu không đảm bảo, bột ca cao kém chất lượng và bột béo động vật gây hại cho sức khỏe, nên em đã tiếp cận quán của anh. Anh là khách hàng Nguyễn Việt Cường đúng không? Em là nhân viên ở công ty HZ. Em đến đây để sửa mạng ạ. Ôi sửa mày qua mạng lại lát khó chịu thật đấy, cô vào đi. Biết mạng nhà anh chậm và em có thể giả được giọng người khác, nên em đã giả vờ làm nhân viên sửa mạng wifi để tiếp cận bếp của anh. Làm từ bột cacao, cacao mát và sữa rất đảm bảo. Nên là sô-cô-la sẽ có một mùi thơm dịu tự nhiên của cacao. Khi mà ăn trong miệng ấy thì nó sẽ tan ra, nó vừa mát, nó vừa mịn và không có sạn nhá. Hơn thế nữa, nguyên liệu của anh cũng rất bẩn. Anh đã dùng cacao không nhãn mác, dùng đường hóa học và chất béo động vật để thay cho cacao mát. Quy trình làm bẩn, dễ tích tụ vi khuẩn, gây nên các bệnh ung thư, tim mạch. Anh biết sai rồi. Này, hai chị em bỏ qua cho anh lần này nhá.
làm sao được mà tha. Anh có biết là tại anh, thằng Phong nhà tôi nó ăn sô-cô-la của nhà anh xong nó bị đau bụng, nó phải nhập viện không? Vừa tốn tiền lại còn hại sức khỏe nữa. Chỉ có mỗi mình anh là ung dung ở đây đấy, được lợi này. Thì anh bán sô-cô-la rẻ, rẻ thì anh làm sao mà làm đắt được. Mà anh đây sai rồi, hai chị em bỏ qua cho anh nhá. À đây này này, anh vào. Ở đây anh còn một chút, gọi là hai chị em cầm lấy mà một trà sữa. Em không nhận hối lộ. Anh đã lợi dụng tâm lý thích hàng giá rẻ, và cũng là ngày Valentine nên rất nhiều người mua sô-cô-la. Nguyên liệu để anh nhập sô-cô-la chỉ 10.000 đồng, nhưng anh đã bán với giá 50.000 một hộp và thu lại rất cao. Anh nên nhận lỗi và lên phường nộp phạt đi. Em biết anh sai rồi mà, tha cho anh đi. Valentine đến nơi rồi, cho anh ở nhà anh đi chơi với người yêu nữa. Muốn tha gì, lên phường đi rồi người ta tha cho. Anh ấy là nhất anh rồi đấy nhá. Valentine được ngồi trên phường tâm sự với anh công an. Người bình thường không có cái diễm phúc đấy đâu anh ạ. Ôi ủa, ác thế. Valentine đi ngồi với chú công an à?